Đi phun môi chỉ muốn khử thâm chứ không có lên màu được không? Tại cái tiệm làm đẹp Honey số 2 Hoa Sứ sáng nay có một chị khách mà chắc chắn ai cũng như chị này luôn. Em ơi, chị khử thâm nhưng không phun môi được không em? Thừa đó, mà chị cũng muốn màu tự nhiên thôi. Dạ, khử thâm với phun môi thì thường là nó sẽ giống nhau về kỹ thuật đó chị. Tức là mình cũng phải đi kim xuống cái tầng da. Mà chị yên tâm là bên em ủ tê cho khách đó giờ là khách người ta ngủ luôn á. Chứ không có sưng, không có đau, không có cảm giác gì trơn á chị ơi. Nhưng phun thì chị nghe nói là màu lên đậm lắm đúng không? Chị muốn màu tự nhiên ra đường không đánh son mà vẫn hồng hào à. Tại vì theo như em thấy là cái môi của chị là đang hơi thâm, nó cũng thiên hướng về nhiều nè. Để cái môi mà bớt tối màu như vậy á, thì chắc chắn là em sẽ dùng cái màu thiên về trắng, hoặc là hồng sữa, hoặc là cam sữa. Nếu mà chị muốn khử thâm bằng cái màu hồng thôi á, thì bong ra cái môi nó cũng hơi tái tái, kỳ lắm. Nên là để cho em chọn cho chị cái màu mà môi bong ra nó vẫn hồng nha, nhưng mà nó không quá là gọi là quê quê á chị. Bây giờ phun xong thì ăn Tết kịp không em? Dạ kịp chứ chị, tại vì giờ làm là vừa đẹp luôn. Môi ra 2 tháng sau nó ổn định rồi, bắt đầu chị tới em dặm lần nữa là chị dưỡng tới Tết là chơi ok mà. Vậy em làm cho chị nha. Với lại là trong cái tháng này bên em làm xong á, là bên em tặng cho chị thêm uống mi với gội đầu nữa đó chị nha. Nên là tí xíu làm xong là em mời chị qua bên phòng bên kia để mà mình tặng dịch vụ uống mi gội đầu luôn. Đã quá vậy, vậy em làm cho chị đẹp nhất nha. Dạ rồi, bây giờ mình tiến hành làm chị nha. Honey Beauty, trọn sắc đẹp, vẹn niềm tin.